ngón tay nó không di chuyển, nó không có di chuyển khớp này, nó không có di chuyển gò má. Em nhìn nè, không phải là người trung ở kia đâu, không phải là cổ tay của em đằng sau nó di chuyển như thế này, hiểu không nè? Yeah.